Tháng 7 năm 2002, một phi thuyền người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất tạo lên một vụ nổ kinh hoàng khiến đất đá xung quanh bay mù mịt, sinh vật ngoài hành tinh nhìn như con nòng nọc bước ra. Nó mở miệng ra, bên trong còn có vô số cái miệng khác dọa con chó chạy muốn ỉa chảy. Sau đó nó tìm thấy một quyển tạp chí và thấy một người mẫu nội y rồi biến thành hình dạng của cô ta. Vừa mới biến hình xong thì bị một tên đầu chọc liếu lều đòi xúc than cho vào lò. Ngay sau đó hắn ta biến thành bữa tối vui vẻ cho con quái vật ăn. Lúc này Jay và cộng sự đang hỏi thăm một bông hoa mọc lên từ dưới ống thoát nước. Nghĩ đó chỉ là một con sâu bé nhỏ ngoài hành tinh nên anh cộng sự đá vào và còn tính nhổ nó lên. Khi anh ta nhận ra mình vừa có một hành động đi vào lòng đất thì đã quá muộn. Xin là xin vĩnh biệt cụ, Jay liền đuổi theo để ngăn chặn nó lại. Đây là con quái vật có tên là Zippy. Bình thường nó rất dễ thương và ngoan hiền khi được tiêm thuốc an thần. Còn không được tiêm thì mọi người cứ nhìn vào cái miệng của nó là biết như thế nào rồi. Jay cố gắng tiêm thuốc an thần vào người nó nhưng không thành công, đã vậy anh còn bị nó hất văng vào tàu điện ngầm. Một con quái vật dài 200 mét đang hướng vào đây, mong mọi người có thể di chuyển lên toa trên. Mày nghĩ tụi tao ngáo đá như mày à? Ngay sau đó họ bỏ chạy toán loạn vì con quái vật tấn công. Cuối cùng Jay đành phải rút súng ra. Mày thích tung đầu hay sao mà ngứa mõm vậy? Con quái vật liền sợ hãi quay xe chào tạm biệt và quyết thắng. Cùng lúc này con quái vật ba đầu kia tên là Selena. Nó đi cùng tên tay sai và đang uy hiếp một người đàn ông để tìm một thứ được gọi là ánh sáng của giáp thà. Ông ta nói rằng ngươi đã đến quá muộn vì tối mai thứ ánh sáng đấy sẽ quay trở lại hành tinh giáp thà. Selena tức giận một phát cắt ông ta làm hai phần bằng nhau. Laura sợ hãi trốn ở một góc chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc này Jay trở lại trụ sở MIB để gặp Z. Có vẻ như sau khi cây nghỉ hưu anh vẫn chưa tìm được một người cộng sự đúng nghĩa nào. Lần này làm nhiệm vụ cùng anh sẽ là chú chó Frank lắm mồm. Khoác lên mình bộ vest đen bóng bẩy, chú chó Frank nhìn sang chảnh hơn hẳn. Cả hai tới quán pizza nơi xảy ra vụ giết người vừa rồi. Vì không muốn Laura căng thẳng nên Jay đã mời cô ra ngoài ăn tối và hỏi chuyện. Cô kể lại toàn bộ sự thật và nói rằng mình rất cô đơn khi chẳng còn ai thân thiết nữa. Anh đồng cảm vì từ khi cây nghỉ hưu anh vẫn thường làm việc một mình. Jay tính dùng máy xóa ký ức nhưng đối mặt với sự trong sáng hồn nhiên của Laura anh lại không đành lòng. Sau đó Jay và Frank tới công viên để tìm kiếm thêm manh mối. Qua chiếc phi thuyền kia, giám đốc MIB biết rằng đó chính là của Selena. 25 năm trước công chúa Giáp Than đã tới trái đất và nhờ các đặc vụ áo đen cất giấu ánh sáng của Giáp Than. Nhưng Z đã ra lệnh không được giúp đỡ vì nơi nào chứa thứ ánh sáng đó đều sẽ bị Selena tiêu diệt. Năm đó Kay là người phụ trách vụ việc nên chỉ có ông ấy biết sự thật đằng sau. Nhưng giờ đây ông đã bị xóa trí nhớ và đang làm nhân viên đưa thư bình thường. Ngay lập tức Jay phóng xe tới và nói với Kay rằng ông là một đặc vụ thuộc tổ chức thích mặc đồ đen. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra và quản lý người ngoài hành tinh tới trái đất. Kay nghĩ mới sáng sớm chưa kịp buôn bán gì đã bị thằng ngáo đá tới gây sự. Nếu cậu bị tâm thần phân liệt thì tôi có thể chỉ chỗ cho cậu mua thuốc. Để chứng minh điều mình nói là sự thật, Jay đã cho ông thấy những người ngoài hành tinh làm việc cùng ông bấy lâu nay. Mặc dù vẫn còn hơi ngơ ngác không hiểu chuyện méo gì đang xảy ra nhưng ông vẫn đi theo Jay về trụ sở MIB. Tại đây ai nấy đều chào đón sự trở lại của một huyền thoại khiến ông ngơ ngác tập 2. Ông còn lỡ tay chạm vào một quả cầu nước khiến những sinh vật tí hon tưởng trời sập tới nơi rồi. Jay nở một nụ cười bí hiểm và đưa cho ông cây súng đồ chơi, thứ vũ khí mà chính ông đã đưa cho Jay ngày đầu tiên. Sau đó, ông được đưa tới một cỗ máy để khôi phục lại những ký ức đã mất. Lúc này, Selena và tên tay sai lẻn vào căn cứ MIB và bắt đầu gây rối. Tình hình cấp bách buộc Jay và Kay phải thoát ra ngoài bằng bồn ỉa khổng lồ. Toàn bộ nhân viên trong trụ sở đã bị khống chế, chỉ có mỗi Frank là trốn thoát kịp thời. Sau đó, ả ta thả toàn bộ tù nhân nguy hiểm ra để truy lùng Kay. Vì Kay vẫn chưa được khôi phục trí nhớ nên hai người tới nhà bạn cũ để giúp đỡ. Ban đầu, anh ta không tính giúp nhưng đối diện với khẩu súng to và dài trước mặt anh ta liền quay xe. Cây được đưa vào cỗ máy khôi phục trí nhớ, công suất của nó mạnh tới nỗi làm mất điện tạm thời cả một thành phố. Để hoàn tất quá trình khôi phục, cây cần phải nghỉ ngơi một vài phút, vì vậy ông ấy đã ra ngoài cho thoải mái tinh thần. Trong khi ông đang tìm hiểu thế giới và ngắm nhìn bầu trời đầy sao thì người cộng sự đang bị hành hạ bởi đám quái vật. Ngay lúc Jay chuẩn bị được gấp gọn thành hai khúc thì cây xuất hiện giải cứu người cộng sự tội nghiệp. Ông hạ bọn quái vật một cách nhanh gọn lẹ nhưng đá mãi vào dái con cuối cùng lại không có kết quả. Thì ra hàng họ của nó ở trên cổ, thế là ông đá một cước nát luôn hai trái trứng cốt. Có một chuyện ngoài dự tính là chính cây đã tự mình xóa ký ức về ánh sáng của giáp than nên bọn họ phải lên đường tìm kiếm thêm manh mối. Tại trụ sở Z bị Selena uy hiếp gọi cho cây quay lại và giao ánh sáng giáp than ra. Thứ ánh sáng này có sức mạnh khủng khiếp và nếu nó không trở lại hành tinh giáp than vào đêm nay thì nó sẽ phát nổ khiến tất cả đi bụi. Nhưng nếu giao nó cho Selena thì có chú mới biết được cô ta có bắn tung trái đất hay hành tinh nào khác không. Z liền tung vô ảnh cước với hy vọng hạ được ả ta, và bạn biết rồi đó, thường hy vọng sẽ kèm theo thất vọng. Phía bên kia cây không bị trúng cái chiêu lừa con nít của Selena, ông cùng với Jay tới cửa hàng pizza để tìm thêm thông tin. Tại đây họ phát hiện tấm ảnh mà cây hay mang trong mình ghép vừa khớp với bức ảnh trong quán.
dựa theo hướng chỉ tay ra suy luận chắc chắn manh mối nằm trong đống cá hộp này. Cầy mèo biết nói gì hơn khi manh mối mà ông để lại chỉ là chiếc chìa khóa này. Mặc dù có hơi quê một tí nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình ổn và ngăn không cho cây xóa ký ức của Laura. Anh đưa cô tới nhà của những người bạn sâu bọ ngoài hành tinh và nhờ họ giữ an toàn cho cô ấy. Để tỏ lòng biết ơn, Laura đã trao cho Jay một cục đờm béo ngậy khiến anh phê lại con mắt. Sau đó, hai đặc vụ áo đen tới kho chứa trung tâm để mở ngăn tủ ra. Bên trong là một bộ tộc người ngoài hành tinh. Tất cả đều tôn thờ cây vì đã tặng họ chiếc đồng hồ để mang lại ánh sáng cho nơi này. Cây lấy đồng hồ ra khiến bọn chúng buồn bã, vì vậy Jay đã đưa chiếc đồng hồ của mình vào trong. Và thế là anh được tung hô thành đấng cứu thế của nơi này. Ngoài ra, vị trưởng lão còn nói cây đã để lại một tấm bưu thiếp ở đây. Nhìn thời gian đếm ngược trên tay họ chỉ còn chưa đầy một giờ nữa, cả hai nhanh chóng tới địa chỉ trên tờ bưu thiếp để tìm thêm manh mối. Nơi đây là một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Lúc này, Selena đang nói chuyện với Zara. Hắn là một kẻ chuyên hút trích tầng ozone của trái đất để bán ngoài chợ đen. Hắn ta rất cay cú vì bị dây bắt vào tù nên hợp tác với ả ta để trả thù anh. Thì ra tên khốn này chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu. Quay trở lại với hai người đàn ông thích mặc đồ đen, Cây sau khi xem cuốn phim đã nhớ lại cái đêm định mệnh ấy. Ông đã lừa Selena rằng mình đã dùng tên lửa đưa ánh sáng của giáp than ra ngoài trái đất. Ả ta cay cú dùng súng bắn chết công chúa ngay trước mặt ông. Ngoài ra, ông còn phát hiện sợi dây của công chúa giáp than đang được cô nàng Laura đeo trên tay. Nhưng ả đàn bà kia đã đến trước một bước. Khi họ tới nơi thì cô ấy đã bị bắt đi, còn những sinh vật tội nghiệp kia thì bị cắt làm hai khúc. À, họ có thể tự ghép lại cơ thể nên không còn tội nghiệp nữa. Gia đình ba người này đang xem TV thì tự nhiên có một đám ất ơ xông vào như trốn không người. Chúng còn mở kho chứa bí mật và lấy một loạt các vũ khí công nghệ cao trong sự ngơ ngác của chủ nhà. Tiếp theo là chiếu tia sáng xóa hết ký ức họ rồi phủi đít đi ra. Nhìn đám sâu bọ này khí thế hừng hực, nhưng đến khi vào trong trụ sở MIB và được tiếp đón bằng một loạt đạn của con robot thì chúng lại run rẩy sợ đái cả ra quần. Thế là Cây phải ra tay yểm trợ Jay để anh chạy lên trên chặn vụ phóng phi thuyền đưa Laura bay khỏi trái đất. Ngay khi ông vừa dụ được con robot vào trong thang máy thì Selena xuất hiện bắt ông lại. Còn Jay phải chiến đấu với tên Zara kỳ dị này. Cơ thể gốc của hắn ở trên chiếc đĩa bay to nhất, nhưng muốn hạ được thì anh phải vượt qua được 3 chiếc đĩa bay con. Jay bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, nhưng nhờ sức mạnh tình yêu anh đã đứng lên chống trả quyết liệt và tiêu diệt được hắn ta. Sau đó xuất hiện như một người hùng để cứu người yêu trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Lúc này Selena chưa biết chuyện gì nên vẫn gáy tốt. Ông đã thua rồi lão già yếu đuối à? Tiếng gáy chưa vang được bao lâu thì bị dây bắn cho bay màu. Chiếc vòng tay mà Laura đang đeo không phải là báu vật ánh sáng. Nó thực chất là vật chỉ đường tới điểm xuất phát. Nếu không tới được nơi đó trong 11 phút nữa thì chiếc vòng sẽ biến thành bom nguyên tử thổi tung tất cả. Không ngờ Selena vẫn chưa chết. Ả lái phi thuyền truy sát phía sau. Cây liền chuyển đổi siêu xe thành phi thuyền để chạy trốn. Vì hệ thống điều khiển đã được Jay thay đổi thành tay cầm chơi game nên có đôi chút khó khăn. Jay nhân cơ hội giả vờ mất thăng bằng, cứ vậy mà ôm lấy ôm để Laura. Sau đó anh đổi chỗ cho Cây và điều khiển phi thuyền xuống đường tàu điện ngầm. Laura hí hửng vì nếu vào đây thì ả sẽ dễ dàng bắn hạ bọn họ. Nhưng nụ cười chợt tắt khi ngay sau đó ả bị con sâu bé nhỏ Zippy nuốt vào bụng. Hóa ra Laura chính là thứ ánh sáng mà họ đang tìm kiếm và còn là hậu duệ của công chúa Giáp Than. Nhiệm vụ của cô là trở về quê nhà để cứu lấy hành tinh của mình. Jay ngồi ngẩn ngơ khi biết được người mình yêu sắp phải ra đi mà không biết khi nào quay trở lại. Trong khi mọi người đang nói lời chia tay thì Zippy xuất hiện. Con sâu tội nghiệp đã bị Selena ăn thịt và hóa thành siêu to khổng lồ. Jay vì cứu Laura mà bị nó bắt lại. Thời gian không còn nhiều, buộc cô phải lên tàu vũ trụ rời đi. Nhìn ánh mắt của Cây dành cho Laura, tôi đoán chắc rằng cô ấy chính là sản phẩm của ông và công chúa Giáp Than vào một đêm mưa gió nào đó. Sau khi được Cây cứu, Jay đứng ngẩn ngơ nhìn người yêu rời đi. Selena điên cuồng phóng bản thân mình đuổi theo phi thuyền và lần này hai đặc vụ đã không cho ả một cơ hội sống sót nào. Vụ nổ tạo thành một màn pháo hoa tuyệt đẹp thay cho lời chia tay Laura. Có lẽ cuộc sống này chẳng hề công bằng với tình yêu của Jay dành cho Laura, nhưng nó vốn dĩ là vậy. Sai người đúng thời điểm thì để lại vô số những vết thương trong tim, còn đúng người nhưng sai thời điểm thì để lại tiếc nuối cả cuộc đời. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải đứng lên mà sống vì những điều kỳ diệu vẫn còn chờ ta khám phá. Và biết đâu tình yêu lại đến giống như Jay và Laura trong bộ phim này. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các tập phim sau.